Dạ vâng, cái sự mà thay đổi hay cái tính khí của Tổng thống Donald Trump thì thưa quý vị, một cái bản tin mà Lê Ngọc thấy ngay từ bên Fox News nữa nha, thưa quý vị, thì họ đã nói đến đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta người dân Mỹ đã chứng kiến hay đã nhận được những cái tin tức là Tổng thống Donald Trump, ông lên cơn, ông bỏ cuộc họp như vậy chỉ trong vòng từ 3 tới 5 phút, mà người ta nói là ông lên một cái cơn giận lẫy. Nó có những cái chuyện mà nó trái chiều thưa với lại luật sư Duyên mà Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị thính giả. Một cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là những gì mà Tổng thống Donald Trump ông tuyên bố không chỉ diễn ra trước ống kính truyền hình mà chúng ta được thấy ở Vườn Hồng, tức là Rose Garden, mà cái câu chuyện đó cũng chúng tôi cũng đã tường trình đến cho quý vị là bắt đầu từ bên trong tòa Bạch Ốc, nơi mà chỉ xảy ra vài phút trước đó thôi, Tổng thống đã bỏ ra khỏi cuộc họp với lại bà Nancy Pelosi, chủ tịch của Hạ viện, và ông Chuck Schumer, lãnh tụ của phe thiểu số Thượng viện. Và như vậy thì người ta đã nói là ông Trump đã hoàn toàn thay đổi, làm thổi bay đi cái kế hoạch đem lại công việc cho người dân bằng cách là đầu tư tới 2.000 tỷ Mỹ Kim, 2 trillion, vào cơ sở hạ tầng của nước Mỹ, trong đó xây dựng lại đường xá, cầu cống và phi trường. Và cái chuyện này đó người ta nhắc đến là cái lần cuối cùng trước đây, khi mà Tổng thống Donald Trump cũng với một cái tính cách mà họ cho rằng là ông đừng có nên trẻ con quá, ông cũng đã bỏ ngang cuộc họp với hai nhân vật lãnh đạo này, rồi chính phủ bị đóng cửa, những cơ sở thương mại, những công ty nhỏ bị thiệt hại, và có đến 800.000 nhân viên liên bang không được trả lương hơn một tháng chỉ vì Tổng thống Donald Trump ông muốn được hạ dạ thôi. Và đặc biệt những cái chuyện xảy ra trong ngày thứ tư thì quý vị cũng biết là chỉ trong những ngày đầu thôi thì Tổng thống Donald Trump ông đã thua tới hai cuộc chiến pháp lý về cái vấn đề nào là hồ sơ thuế của ông, rồi hồ sơ tài chính của chính Tổng thống Donald Trump và cả gia đình của ông nữa. Thì cái điều này chắc chắn là luật sư cũng có một cái cảm nhận mà mọi người họ cũng nghĩ đến cái tính cách, cái khí cách của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà trong khi đó, thưa với luật sư Duy, ngay tối ngày hôm thứ Năm thì Tổng thống Donald Trump ông lại lên tiếng và ông đã cho rằng là ông rất là lịch sự, ông rất là bình tĩnh trong cái cuộc gặp gỡ ngày thứ Tư với lại bà Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer. Và ông lại cho rằng là bà Pelosi hoàn toàn nói láo trong cái vấn đề này, thưa luật sư Duy. Thì đó, chúng ta sống ở trong một cái thời đại mà nó kỳ dị lắm. Anh Duy nhớ là năm cái này là ngày hình như con có chia sẻ với thính giả rồi đó, cái ngày 12 tháng 6, anh Duy nói hồi đó chỉ nhớ ngày 12 tháng 6 là nhờ bài thơ Vũ Hoàng Chương thôi. Nhớ lại tới chừng thời Tổng thống Trump nó nhớ luôn cái ngày 12 tháng 6 đó là cái của năm 2017 đó. Đó là cái ngày mà Tổng thống họp nội các cái lần đầu tiên. Mình là Tổng thống mới có vài tháng thôi, họp nội các của mình lần đầu tiên mà chỉ đi vòng vòng yêu cầu các cái vị chung quanh đó lên tiếng để mà ca ngợi mình. Thì những cái tay, dĩ nhiên trong đó có tướng Mattis, thì tướng Mattis đâu có lên tiếng đâu. Còn những cái tay mà khùng khùng điên điên cứ nói là cắn cỏ lại ngày, những lạy ngài, nhờ ngài cho nên con mới có một cái job, con đi theo, con là bám gì vô ngài mà. Đó là một cái hiện tượng mà nó bệnh hoạn. Thì ngày hôm qua nó cũng xảy ra cái bệnh hoạn đó, là Tổng thống gọi từng người ở trong trong những cái người mà đứng chung quanh tổng thống trong tòa Bạch Ốc đó. Tổng thống nó hỏi là Kellyanne, có nghĩa là Kellyanne Conway đó, cái thái độ của tôi ngày hôm qua như thế nào. Thì Kellyanne lên tiếng liền: dạ thưa ngài, ngài rất là bình tĩnh, ngài không có giận dỗi gì cả. Rồi cái tổng thống mới đi quay qua cái bà Slap, bà cũng nói y chang như vậy: ngài bình tĩnh lắm, ngài đàng hoàng lắm. Rồi đi qua từ từ tới ông Larry Kudlow, rồi tới bà Sarah Sanders. Mỗi một người take turn để mà ca tụng tổng thống là rất là bình tĩnh, rất là đàng hoàng. Thành ra tổng thống lúc đó vỗ ngực nói rằng là tôi là một thiên tài rất là bình tĩnh. Ok, đó là mình thấy cái trò hề nó xảy ra như thế, mà không phải là nó xảy ra mỗi một, nó không phải xảy ra lâu lâu một lần đâu, tuần nào cũng có. Mình thấy nó bắt đầu nó hề đến cái mức độ mà bây giờ cái tờ
New Yorker đó mời quý thính giả ngày hôm nay Google vào cái tờ để là New Yorker, cái trang bìa sắp tới nó chưa chưa ấn hành nhưng mà nó đã leak ra rồi. Nó cái tựa của cái trang bìa nó để là The Shining, đánh bóng đôi giày đó, thì cái hình ở bên ngoài đó là Donald Trump ngồi ngất ngưỡng như vậy, không thấy mặt của Donald Trump, là tại vì Donald Trump cái hình trong cái bốn khuôn mà chỉ thấy là Donald Trump ngất cái mặt lên trời, mà trong khi đó có ba tay đó ngồi đó đánh bóng đôi giày cho Donald Trump, trong đó có Mitch McConnell, trong đó có ông nghị sĩ Lindsey Graham và trong đó có Bill Barr. Nhưng mà tôi nhìn cái hình đó thì thứ nhất là tôi khinh bỉ ba cái bình vôi này rồi, nhưng mà tôi cũng nói rằng là đúng, không có một cái nghề nào xấu, chỉ có cái người xấu mà thôi. Tôi đã từng thấy những cái đứa bé nó vì cái gia đình của nó đi đánh giày, nhưng mà nó không nó mình thấy mình thương chứ mình không có thấy hèn như là ba cái tên này. Mà cái tay họa sĩ vẽ rất là hay, trong đó Bill Ba ngồi đánh giày, nghĩa là ba người chụm lại đánh bóng chiếc giày của ông Donald Trump, mà người nào cái mặt cũng rất là khó chịu, rất là khổ sở, nhưng mà vẫn phải đánh. Cái đó nó mới là nó làm cái sự khinh miệt của tôi đó nó còn gấp bội nữa. Chúng ta nên nhớ là nếu mà những người cuồng Trump từ đầu tới bây giờ đó thì thôi mình biết đó là cuồng rồi, mình cũng khinh bỉ, mình cũng coi thường. Cái này nói thiệt là tôi không biết là quý thính giả nghĩ như thế nào, nhưng mà lòng tôi đó, mà tôi nói là một cái thằng mà nó điên như vậy mà mình vẫn tiếp tục mình lại đó, thì trong lòng tôi có một chút xíu khinh bỉ. Nhưng mà thôi thì cái khinh bỉ đó vẫn còn chấp nhận được, mình nói là người ta cuồng mà, người ta cuồng từ đầu rồi thôi không nói. Đằng này những cái người như Mitch McConnell đó, trước khi mà trở thành một cái tay đánh giày cho Donald Trump đó, là Mitch McConnell là một cái là gần như là chỉ trích khinh bỉ Donald Trump, tới chừng Donald Trump làm tổng thống cái từ từ cuốn lưng xuống đánh giày. Cái tay Graham Lindsey đó là bị trong trong lúc tranh cử đó là bị Trump chửi nát hết, rồi mình cũng chửi lại cũng ngon lành lắm. Rồi lúc mà bạn của mình là McCain còn sống, nó cũng cũng dựa theo McCain để mà ra cái điều mình cũng là chính trực, bây giờ cũng nhũn xuống, cũng cúi xuống, cũng đánh giày. Còn cái tay Bill Barr, công trình cha mẹ cho đi ăn học ở trong trường luật gì đó, ra đây bây giờ cũng cúi xuống đánh giày. Và cái đó, cái khinh bỉ của tôi nó là double lên nữa, nó thẳng luôn, mình không có ngăn được. Mình nhiều khi mình nói mình cũng công bằng chút xíu đi, nhưng mà nếu mà tôi công bằng với mấy người này đó thì tôi bất công với những người chính trực, hàng ngàn người, hàng triệu người ở bên ngoài đó. Cho nên mấy người đánh giày này thôi, cứ tiếp tục đánh giày. Vậy thì cái lên xuống, cái điên khùng của Donald Trump đó không phải chỉ những người mà bên ngoài mà chính trực mà nhìn thấy đâu. Những cái người làm việc cho Donald Trump, những cái người mà trong bụng của họ họ chửi nát Donald Trump hết á, nhưng mà lúc cần họ vẫn tiếp tục cúi xuống và đánh giày. Mời quý thính giả Google cái trang bìa đó để thấy cái cảnh mà những cái bình vôi già nua hẹp hòi này đó đánh giày nó như thế nào, họ làm nhục cái nghề đánh giày của những cái người nghèo. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, khi mà luật sư Duyên nói đến cái hình ảnh mà ở trên vẽ về những nhân vật mà đánh giày, đánh bóng cho Tổng thống Donald Trump đi, thì trong ngày hôm qua có một cái sự kiện mà nó lại trở lại nói về ông cụ ngoại trưởng, đó là ông Rex Tillerson, thưa với luật sư Duyên. Thì ông Rex Tillerson đã nói gì để mà đến nỗi mà Tổng thống ông đã phải nói là ông lên tiếng, ông chỉ trích ông Rex Tillerson, mà ông còn nói này là ông Rex Tillerson, a man who is dumb as a rock, ngu như là một cục đá, hay là chúng ta có thể nói là câm như một cục đá như vậy. Một cái hình ảnh mà chúng ta lại thấy hoàn toàn trái ngược lại trước khi mà Tổng thống Donald Trump, ông chuẩn thuận cho ông Rex Tillerson làm ngoại trưởng của nước Mỹ, thưa với luật sư Duy. Chuyện gì ông Rex Tillerson đã có một lời hay là có một cái sự phê bình nào về Tổng thống Donald Trump, thưa luật sư? Mấy ngày trước thì ông Rex Tillerson, ông đây là ông tự nguyện thôi, không có ai, nghĩa là bên phía Hạ viện không có subpoena ổng, không có yêu cầu ổng gì hết á, nhưng mà ổng tự nguyện ổng đi đến ổng gặp
cái ủy ban một ủy ban tình báo Hạ viện để mà ông nói chuyện về cái thời gian mà ông làm ngoại trưởng dưới quyền của Donald Trump đó. Thì cái một trong những cái điều mà ông nói đó, thì ông nói rằng là chúng ta biết 7 tiếng đồng hồ thì chắc nói nhiều lắm, nói về cái chính sách ngoại giao của Mỹ, cái ảnh hưởng của Putin như thế nào thì chắc là nhiều lắm rồi. Nhưng mà cái tin mà nó rò rỉ ra đó, nó leak ra đó, thì ông Tillerson ông nói rằng là vào năm 2017 cái phiên họp giữa giữa Putin với lại ông Donald Trump ở Hamburg ở bên bên Đức đó, thì bên thì ông Rex Tillerson ông nói rằng là giữa hai phía thì Putin là chuẩn bị rất là chu đáo, trong khi là Tổng thống Trump chả có chuẩn bị gì hết. Và rõ ràng cái trong cái phiên họp đó đó là bên phía bên 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 Nga họ đạt được những cái gì họ mong muốn, và nhiều cái điều mà tổng thống mà ông Tillerson ông nói chưa có rò rỉ ra ngoài, nhưng mà chỉ nổi cái điều đó thôi đó là tổng thống điên cuồng lên. Tổng thống nói rằng là ông chuẩn bị rất là kỹ, ông chuẩn bị nhiều hơn Putin. Rồi ông chửi Tillerson là dumb as a rock. Chúng ta nên nhớ là cái ngày mà tổng thống Trump mà bổ nhiệm Tillerson đó, thì tổng thống Trump bổ nhiệm vì cái ảnh hưởng của phía Nga. Tại vì chúng ta nên nhớ ông Tillerson là giám đốc của hãng Exxon Mobil, và ông ta là một cái tay mà cái ảnh hưởng của chúng ta biết cái công ty Exxon Mobil rồi đó, cái ảnh hưởng nó lớn lắm, nó ảnh hưởng tới bên Nga, nó ảnh hưởng tới bên Venezuela bây giờ nè. Thành ra một cái chức mà CEO của Exxon Mobil là cái kinh nghiệm người ta kinh hoàng lắm. Thì lúc đó Trump hoàn toàn chưa có dịp gặp Tillerson nữa mà bổ nhiệm Tillerson. Cái lúc báo chí họ phẫn nộ là bởi vì Tillerson là cái người mà được Putin ban cho cái huy chương cao nhất và cao quý nhất của nước Nga dành dành cho một cái người dân sự đó, thì được Nga mà tặng cái huy chương đó có nghĩa là Tillerson cũng đã làm lợi cho nước Nga tới mức độ nào rồi, thì mình hiểu cái chuyện đó. Vậy mà Trump vẫn bổ nhiệm Tillerson, trong khi bổ nhiệm nó thì ca ngợi nó đây là một cái người một một cái doanh nhân thành đạt và rất là trí tuệ này nó vân vân và kinh nghiệm đầy mình. Bây giờ thì nói là dumb as a rock. Thì khi mà Donald Trump nó luyện được cái nội công là uống cái lưỡi mình ba bốn vòng đó, mời quý thính giả nhận định, tôi chỉ thuật lại những cái điều mà chính từ miệng Donald Trump nói ra ngày xưa và bây giờ. Cái điều đó chả có trách khi mà đây trong trong cái lúc mà cái ông Bob Woodward của cái tờ Washington Post mà ông viết cái cuốn sách mà Fear đấy, ông nói về giữa Tillerson với Trump có một cái chuyện mà gọi là cãi nhau, thì khi Trump quay đi rồi mọi là Tillerson nói với những người xung quanh đó, he's a effing moron, chỉ cái chữ F thì nặng nề quá rồi, thêm cái chữ moron nữa cũng không có tương đối vì gì nhẹ nữa đâu. Thì quý thính giả cứ xem cái chữ mà ông Tillerson xài đó để mình hiểu rằng là những cái người mà làm việc với Trump nghĩ như thế nào về Trump, những cái người mà ủng hộ Trump nữa, trừ những cái người mà gọi là xì sụp lại mà không biết suy nghĩ gì đó, những cái người mà họ phải làm việc chung mà họ biết cái tính khí này rồi đó, thì họ đã dùng những cái chữ như thế nào thì anh em chúng tôi cũng lặp đi lặp lại rồi. Thành ra thứ nhất là không muốn lặp lại nữa, thứ hai thỉnh thoảng cũng có hứa với Lệ Ngọc là sẽ không xài những tiếng nặng nề nữa, thành ra tôi không xài nữa. Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc cảm ơn luật sư Duyên. Và một cái tin tức khác mà liên quan đến một nhân vật nữa thưa với luật sư Duyên và quý vị, đó là ông Julian Assange. Thì trong ngày hôm qua thôi, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cho tới 17 cáo buộc về những tội danh hình sự mới nhắm vào Julian Assange, đó là nhà sáng lập Wikileaks. Thì trong cái thông báo mà cái bản tin này đưa ra thì Lê Ngọc thấy là Bộ Tư pháp Mỹ đã cho rằng là Julian Assange đã vi phạm luật pháp khi mà công bố tên của những cái nguồn tin mật
cũng như là đã cấu kết phối hợp cùng với Chelsea Manning. Chelsea Manning thì chúng ta biết là trước đây là một chuyên gia phân tích về tình báo của quân đội Mỹ nhằm đánh cắp rất nhiều tài liệu bí mật. Như vậy thì Julian Assange hiện nay đang phải đối diện tổng cộng, thưa quý vị, 18 cáo buộc. Với những cái cáo buộc mà đã cấu kết với Chelsea Manning trong việc truy cập máy tính của chính phủ để đánh cắp hàng trăm nghìn những báo cáo của quân đội Mỹ về cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Như vậy thì Julian Assange sẽ phải bị dẫn độ về nước Mỹ để mà xử như với những cái cáo buộc này, thưa luật sư Duy. Thứ nhất sẽ trả lời về cái việc dẫn độ, tại vì dẫn độ có một cái thủ tục riêng, nó nhiều phần là chính trị hơn là luật pháp. Nhưng mà mình phân tích về cái cáo buộc của buộc cái cách mà buộc tội Julian Assange đó, khiến cho báo chí người ta giật mình và người ta lên tiếng đó, thì mình phải nói rõ là cái thời của tổng thống Obama đó là tổng thống Obama cũng đã lúc đó cái bộ tham mưu đó cũng đã định là buộc tội Julian Assange những cái tội danh giống như bây giờ đó, có nghĩa là đăng những cái tin tức mật. Nhưng mà lúc đó thì những cái tay làm luật mà họ ngồi họ nói chuyện với nhau, mà nếu mà giả sử mà cáo buộc Julian Assange về những cái tội đó là vi phạm cái điều tu chính số 1, tức là cái quyền tự do báo chí, tự do phát biểu của Mỹ. Và chính vì vậy mà có nghĩ tới, nhưng mà chính quyền Obama đã không làm cái chuyện đó. Rồi bây giờ, fast forward 2 năm rưỡi tới bây giờ, trong cái thời Jeff Sessions đi nữa cũng không có làm. Bây giờ Bill Barr nghe theo lệnh của Tổng thống Trump bắt đầu cáo buộc những cái tội đó. Nhưng mà trong cái cách cáo buộc đó, chúng ta biết là nó khiến cho người ta giật mình ở cái chỗ là nếu mà Julian Assange mà bị cáo buộc như vậy đó, thì những cái người ký giả Mỹ như là trên tờ Washington Post, như là New York Times, như là tất cả những người khác, những cái loại ký giả điều tra đó, thì cũng vi phạm cái tội đó thôi. Chúng ta nhớ là cái thời mà chiến tranh Việt Nam đó, thì New York Times với lại Washington Post họ cũng tìm những cái tin tức, rồi họ cũng đăng nó gọi là hồ sơ của Ngũ Giác Đài đó, mà Pentagon Papers đó. Thì nếu mà bây giờ mà nếu mà mình truy ngược lại đó, thì không lẽ là New York Times với Washington cũng bị tội về những cái chuyện đó sao? Cái case của New York Times với lại Washington Post đó, mà về cái hồ sơ của Ngũ Giác Đài đó, nó đã đi ra tới tòa và cuối cùng tòa nói rằng là không thể buộc tội những cái người mà ký giả như vậy, là bởi vì những người ký giả đó họ đang làm đúng cái nghề của họ, đó là cái quyền tự do báo chí. Vậy thì bây giờ mình cáo buộc Julian Assange như vậy đó, thì trong tương lai nếu mà nó trở thành tiền lệ mà, thì cũng có thể cáo buộc tất cả mọi cái ký giả, là tại vì ký giả nào người ta cũng đi săn tin như vậy thôi. Mà cái phân biệt nó rõ là như vậy, là thứ nhất, nếu mà mình là cái người đang làm việc cho chính phủ Mỹ, mình là nhân viên FBI, mình là nhân viên CIA, mình đã ký một cái agreement rồi, là không được quyền tiết lộ cái tài liệu mật, mà mình tiết lộ thì yes, mình vi phạm. Còn người ta đi tìm cái nguồn, người ta lấy tin để người ta làm ký giả đó, thì những người ký giả đó không có ảnh hưởng gì tới cái chuyện mà cái thông tin mật, thì mình phải ráng mình giữ. Còn nếu mà nó rò rỉ ra, người ta có quyền đăng. Thành ra cáo buộc Julian Assange thì có nhiều tội để cáo buộc lắm, nhưng mà riêng cái tội đó, bên cái ngành ký giả, bên cái ngành báo chí đó, họ lo sợ là cái đó đi quá xa. Mà chúng ta cứ tưởng tượng như là Việt Nam cũng vậy, thế mà dân chúng mà nói ra một cái điều gì, cái đó là vi phạm an ninh quốc gia, bỏ tù người ta, thì cái đó không được. Thì cái phần cáo buộc hiện giờ, những cái cáo buộc mới bây giờ đó, làm cho bên phía giới ký giả họ lo sợ rằng là chính quyền tổng thống Trump đang muốn tấn công ký giả. Còn cái vấn đề dẫn độ như mà Lệ Ngọc hỏi đó, thì chúng ta biết rồi,
hai cái nước dẫn độ không có cái luật nào quốc tế đó, nhưng mà hai phía chẳng hạn như Mỹ với Anh đi, họ đồng ý với nhau là nếu vi phạm một cái tội nào đó thì sẽ bị dẫn độ. Nó cũng tương tự như Mỹ với Canada, mà lúc mà chúng ta phân tích về cái chuyện bà Mạnh Vãn Chu đó thì nó cũng tương tự như vậy. Thì thứ nhất là người đó phải phạm tội gì đó, và thứ hai cái tội đó phải thuộc cái loại tội mà hai nước đồng ý dẫn độ, và thứ ba nữa là trước khi dẫn độ đó thì một cái ủy ban pháp lý ở bên Anh đó, họ phải đưa tất cả điều đó lên cho tới một cái tòa án của Anh, chừng nào tòa án cho phép dẫn độ thì mới dẫn độ. Cho nên ngay bây giờ mình không biết là với những cáo buộc này đó thì bên phía bên Anh có và Mỹ đó có đồng ý để mà dẫn độ Julian Assange hay không, thì cái đó là một cái thủ tục về chính trị nó lâu dài, thành ra mình chờ xem như thế nào. Trở lại với đây không? Dạ vâng, trong ngày hôm nay thì Lệ Ngọc cũng thấy có một cái breaking news mà từ New York qua hãng thông tấn AP, thưa với lại luật sư Duyên, cho chúng ta thấy là có một ông tổng giám đốc của ngân hàng ở ngay tại Chicago vừa mới bị truy tố về tội là ông này định mua một cái chức vụ cao cấp ngay trong chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Và ông này đó chính là ông Stephen McCall, ông này năm nay 54 tuổi. Mặc dù là ông đã được cho tại ngoại hậu tra sau khi mà ông đóng tiền thế chân lên tới 5 triệu, và trước tòa thì ông đã lên tiếng và ông cho rằng là ông vô tội, và ông này chính là tổng giám đốc của ngân hàng The Federal Savings Bank có trụ sở đặt ngay tại thành phố Chicago. Thì được biết là ông Cao này tính đưa ra một cái deal đó là cho ông Paul Manafort có thể vay một cái số tiền lên tới 16 triệu Mỹ Kim để mà có thể được một cái chức vụ trong chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Thì nói về vấn đề luật pháp, cái chuyện này ông này sẽ bị xử như thế nào, thưa luật sư? Thứ nhất là cái vấn đề mà làm những cái âm mưu để mà mua những cái chức vụ đó thì cái tội tương đối nặng lắm. Chúng ta nhớ là cái ông governor của Chicago đó, cái thời mà lúc lúc đó đó thì Barack Obama đang là nghị sĩ của tiểu bang Illinois, thì cái ông Blagojevich này ổng là governor của Illinois. Khi Barack Obama trở thành tổng thống Obama đó thì cái ghế nghị sĩ đó trống, thì theo luật của Illinois là cái ghế đó mà để thay thế, để mà chờ đợi mà tranh cử mà, thì cái quyền mà bổ nhiệm đó nó nằm ở trong tay cái ông Blagojevich, là cái ông governor. Thì cái ông governor đó ổng lúc đó cái tay đó cũng nghênh ngang, cái tay mà có cái mái tóc cũng kỳ dị, cũng tương tự giống như là tổng thống Donald Trump vậy đó, thì lên nói rằng là tôi không có cho, nghĩa là tôi đâu có cho free cái này được, vân vân, có nghĩa là ngụ ý muốn đổi chác cái chức đó chỉ vì cái câu nói đó thôi bị điều tra, mà Blagojevich bị ở tù, hình như tới bây giờ vẫn còn ở trong tù đó, chưa có ra, mình không có. Thành ra khi mà Lệ Ngọc nói rằng là dùng tiền bạc để mà mua chức đó, nếu mà khám phá thì cả hai phía cái phía mà mua chức sẽ bị ở tù và cái phía mà định bán cái chức đó cũng sẽ ở tù nữa. Trong cái trường hợp này là Paul Manafort thì là ổng nói rằng ổng đưa cho ổng mượn 16 triệu thì ổng sẽ tìm cách, ổng tìm nghĩa là ổng tìm một cái chức vụ cho ông này đó. Thì hiện giờ Paul Manafort đã ở tù rồi, thì là cái phía mà cái người hứa đó là đã nằm trong tù rồi, không phải là vì con, dù là không phải vì cái tội này nữa, nhưng mà đã nằm tù, cái bản án lên tới 7 năm rưỡi thì chắc người ta không có lôi ra, người ta xét lại đâu. Nhưng mà riêng cái ông này, ổng chắc chắn ông sẽ bị truy tố. Cái bản án tối đa thì anh Duyên không biết là bị phạt tiền bao nhiêu, bị phạt tù bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn đây là một cái tội nghiêm trọng, tại vì nó đi nó xoáy vào cái cốt lõi, cái nền tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ. Nó là một cái sự băng hoại, một cái sự nhũng lạm mà nó tới cái tận cội rễ của cái nền dân chủ đó, thì chắc chắn cái hình phạt sẽ không có nhẹ đâu.
trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, tiếp lời với luật sư Duyên đó thì Lê Ngọc đã thấy là trong cái hồ sơ mà truy tố cái sự việc này thì nói rằng là ông Stephen Carr, ông này đã lạm dụng chức vụ của ông là có thể chấp thuận cho ông Paul Manafort vay cái số tiền 16 triệu dù là cái số tiền này nếu mà cho vay thì có rất là nhiều rủi ro thưa quý vị. Và sau đó thì ông Manafort đã vận động con rể của Tổng thống Donald Trump đó chính là Jared Kushner là hãy để ý cho ông Stephen Clark này giữ những cái chức vụ mà đề ra trong đó, nào là bộ trưởng lục quân thưa quý vị, theo những cái email mà trong trác tòa đã có được. Và các công tố viên đã nói là trong khi mà cái đơn vay tiền của ông Paul Manafort đang chờ được chấp thuận thì ông Stephen Clark này đã gửi cho ông Paul Manafort cả một cái danh sách về những chức vụ mà chính ông Stephen Clark mong muốn được trong chính phủ của Tổng thống Donald Trump để mà ông Manafort này có thể vận động dùng. Quý vị thấy 16 triệu để mà đổi những cái chức vụ. Thì những chức vụ này nào là Bộ trưởng Tài chánh, rồi sau đó có thể tới Thứ trưởng Tài chánh, Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và nếu mà không được những chức vụ này thì ông Stephen Carr cũng sẵn sàng nhận một cái chức vụ trong đó có thể là đại sứ. Và ông đưa ra danh sách của 19 quốc gia mà ông còn để rất là rõ là ưu tiên phải là nước Anh rồi tới nước Pháp, nước Đức và Ý. Do đó với những cái chứng cớ qua những cái tin tức mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị trong hồ sơ thì họ còn chứng minh chỉ rõ ra rằng là ông Paul Manafort đã gửi cho tới Jared Kushner cái bản tóm tắt lý lịch của ông Stephen Carr cùng với hai người khác trong cái điện thư mà gửi đi vào ngày 30 tháng 11 của năm 2016 và còn lên tiếng và cho rằng là ông Stephen Carr nên là một phần của chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Quý vị thấy những cái tin tức nó không thể nào giấu được rồi nó cũng lòi ra. Và thưa với lại luật sư Duyên, còn có một cái tin mà từ tờ báo Washington Post họ vừa mới đưa ra. Họ cho chúng ta thấy được là có 8 lời mời. Mà những cái lời mời này thưa quý vị, đó là một cái dịch vụ mà hiện nay họ nói là một cái dịch vụ kết nối với lại Tổng thống Donald Trump đang được nở rộ. Mà nở rộ ở đâu? Nở rộ ra ở ngay tại Trung Quốc. Một số công ty của Trung Quốc đó họ đăng những cái quảng cáo là họ sẽ giúp cho những khách hàng của họ gặp Tổng thống Donald Trump để tìm những cái cơ hội kinh doanh, đầu tư. Và Washington Post đã đưa ra đây đó đang càng ngày càng nở rộ ở Trung Quốc. Và Washington Post đã chứng minh qua 8 lời mời như vậy và tất cả đều hứa hẹn sẽ giúp cho những người khách hàng của họ gặp Tổng thống Donald Trump tại những sự kiện ở Mỹ. Luật sư Duyên nghĩ như thế nào khi mà những cái sự việc này xảy ra như vậy qua những gì mà chúng ta đã thấy được những cái sự việc xảy ra? Nó có một nó có cuốn sách sắp sửa, hình như sắp sửa xuất bản đó, có cái tên là The Man Who Sold America đó, cái người mà bán nước Mỹ đó, thì cái hình, cái bóng ở phía sau đó là cái hình dáng của Tổng thống Donald Trump. Thì cái cuốn này là hình như là do bà Rachel Maddow bà sắp sửa bà ra cái bà xuất bản cái cuốn sách đó, để sẽ Duyên xem lại. Cuốn sách đó chưa ra. Nhưng mà đây là cái vấn đề nè, là nếu mà chúng ta nối kết cái chuyện mà những cái quảng cáo rao bán ở bên Trung Quốc nói rằng là sẽ đi qua Mỹ rồi sẽ được gặp Tổng thống đó, đây không phải là cái lần đầu tiên, nó đã xảy ra rồi, mà chúng ta đã biết trong những cái mẫu tin lần trước đó. Mình nói về cái bà Cindy Young, ở cái bà mà chủ mấy cái nhà tắm hơi ở Florida đó, rồi bà nghĩa là cái mặt giống như một mụ tú bà vậy đó, mà chụp hình mà đứng cạnh thần Bạch Mi, chụp hình đưa hai người đứng chụp hình đưa ra rồi đăng lên quảng cáo, thì mình thấy một bên là thần Bạch Mi, một bên là mụ tú bà, thì trời nó rất hợp vô cùng. Và cái người đó đã làm những cái chuyến đi mà cái người mà đi kiếm khách đó là tên là Charles Lee, đi kiếm khách vòng vòng cho những cái chương trình mà du lịch đó, thì cũng mới tháng trước, một hai tháng trước thôi, khoảng hai tháng trước, thì nó xảy ra là một cái cô mà cổ đi vô trong Mar-a-Lago mà cổ đem theo tất cả những cái dụng cụ về gián điệp, về
tình báo đó, rồi cũng cổ cũng bị bắt. Nhưng mà có một cái điều vui là bên phía Secret Service, những cái người mà bảo vệ yếu nhân với tình báo đó, thì họ nói là đây là một sự kiện nghiêm trọng. Thì chính từ miệng tổng thống lại tuyên bố là nó không có cái gì đáng lo đó, tất cả mọi sự đều tốt hết đó. Sở dĩ mà mọi sự đều tốt là bởi vì cái đó tổng thống biết, và tổng thống cũng đã cho phép mấy cái người như là Cindy Yang để làm cái chuyện đó, hay là Charles Lee làm cái chuyện đó. Cho nên mình không có ngờ rằng là cái đất nước Mỹ, nước Mỹ đó bây giờ gọi là được bán trắng trợn trên 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 trên, trên báo chí, trên TV luôn. Tổng thống mà vừa đắc cử xong đó, chưa có nhậm chức đó, thì chị ruột của Jared Kushner đã bay đi qua tới tận Trung Quốc bán cái visa EB5, cái tất cả những cái news đó, và tất cả những cái chuyện mà con gái của tổng thống định giá là muốn sử dụng cái ballroom của cái khách sạn ba tôi đó thì phải bao nhiêu một ngày, bao nhiêu một ngày. Tất cả họ biến cái đất nước Mỹ này thành ra cái business để mà làm lợi cho gia đình họ, mà làm lợi bằng những cái việc nó rất là rẻ tiền. Nó cũng giống như là, mình xin lỗi, là mấy cái công ty du lịch thì họ làm cái đó là cái nghề của họ là phải rồi. Mình là tổng thống mà mình để cho những cái chuyện đó nó xảy ra, bây giờ hãy mà trả tiền cho họ một cái package nào đó là được đi qua Mỹ và được gặp tổng thống nữa, thì cái điều đó mình nói là hết thuốc chữa rồi. Và mình, những cái người mà nhìn bên ngoài nhìn vào thì thấy là hết thuốc chữa, chứ còn cũng có một số người cũng nói rằng là tổng thống là một con người nhân trí dũng, là cái người đạo đức tận mây xanh luôn luôn. Cái điều đó cũng không thay đổi được. Mình chỉ biết rằng cái nước Mỹ này người được bán mắc bán rẻ gì cũng từ cái gia đình Donald Trump này hết. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và có một cái tin cho thấy rằng là Tổng thống Donald Trump, người ta có nói là có thể là ông đã bắt đầu phản công lại với những gì mà ông đang bị điều tra, từ vấn đề tài chính cho tới vấn đề thuế vụ của ông Ly Thư với lại luật sư Duyên. Thì có một cái sự kiện cho rằng là Tổng thống Donald Trump đã cho một cái quyền để cho cùng với ông Bill Barr điều tra những cơ quan của chính phủ, trong đó có cả FBI, để mà spying trong cái ban vận động tranh cử của ông từ hồi năm 2016. Thì cái sự việc này ngay cả bên đảng Dân Chủ đã lên tiếng và cho rằng đây là một cái điều rất là vô lý khi mà Tổng thống Donald Trump đã cho phép ông Bill Barr để mà điều tra như vậy, thưa luật sư Duyên. Cái chính sách của Trump với Bill Barr đó là cái loại chính sách của những cái tay mà thô bỉ đó. Tức là bây giờ mình bị điều tra, bây giờ quyền lại nằm trong tay mình rồi, mình điều tra ngược lại. Thì anh Dương nói là đây chỉ có những cái đầu óc mà nó bả đậu đó, nó mới suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Nhưng mà anh Dương muốn để làm, để mà là để anh muốn là Bill Barr, okay, lúc mà cúi xuống đánh dài cho Trump đó, mà Trump biểu là điều tra những cái người đó đi, thì anh Duyên mời gọi điều tra đi. Tại là tại vì điều tra thì mình đây là những cái hiện tượng sẽ xảy ra nè. Thứ nhất là Bill Barr đâu có tự mình đi điều tra, Bill Barr phải nhờ những người trong FBI. Và chúng ta biết là FBI là một cái cơ quan mà họ có cái tự hào của họ, họ có cái liêm chính của họ, thì biểu họ điều tra thì họ điều tra, nhưng mà họ không có dựng cái sự kiện được. Vậy thì bây giờ quay ngược lại năm 2016, chuyện gì đã xảy ra khiến mà người ta phải theo dõi? Những cái chuyện mà xảy ra nó liên quan tới George Papadopoulos, nó liên quan tới Mike Flynn, nó liên quan tới Paul Manafort, nó liên quan tới Nga. Và chính vì những cái điểm đó cho nên mới có những cuộc điều tra. Cái kết quả điều tra xong đó là Paul Manafort ở tù, Mike Flynn sắp sửa bị tuyên án, mình không biết là bao nhiêu ngày tù, nhưng mà có thể vì hợp tác quá tốt, không ở tù cũng có, nhưng mà sẽ có tội. George Papadopoulos đã có tội rồi, ông Rick Gates cũng đã nhận tội rồi. Bao nhiêu cái điều đó, thì nếu mà bây giờ quay ngược lại, giả sử muốn điều tra, muốn hỏi là tại sao hồi đó chơi xấu tổng thống đó, thì người ta nói chúng tôi có những cái đường dây như vậy, chúng tôi biết là những cái nguồn này đó, nó cho thấy rằng là cái ban vận động của Donald Trump có liên quan tới Nga, cho nên chúng tôi đã điều tra.
Và chúng tôi xin, khi mà chúng tôi xin tòa những cái lệnh để mà điều tra đó, chúng tôi phải viết chi tiết những cái như thế nào thì tòa mới ký cho chúng tôi track để làm những cái điều đó. Cho nên anh chấp, anh muốn Bill Barr làm cái điều thô bỉ và ngu đần này nè, để mà nó rọi ra ánh sáng hết. Và khi mà nó rọi ra ánh sáng rồi đó thì chả có né đi đâu được hết trơn á. Còn bây giờ nếu mà giờ bây giờ giả sử đi mà gượng ép mà truy tố một cái người nào đó, thì nên nhớ một lần nữa, cái hôm chương trình trước anh em mình có nói cái chữ mà lock them up đó, muốn nhốt người ta đó, cái quyền mà truy tố là cái quyền của Bill Barr, nhưng mà nhốt người ta được hay không cái quyền nó ở tòa án. Mà nếu mà Bill Barr chìa cái đầu ra mà mấy ông tòa mới thấy là những cái điều này đó mà là lố bịch đó, thì không chừng Bill Barr bị cái tội là obstruction of justice, có nghĩa là đe dọa những cái người điều tra để mà cản trở công lý, thì chính Bill Barr sẽ là một cái thằng mà nó sẽ bị lock up cũng có nữa. Cho nên anh muốn đó, anh muốn coi coi cái điên cuồng của cái tòa Bạch Ốc với lại của Bill Barr nó tới cỡ nào. Nhưng mà anh cho tới giờ phút này đó, qua những cái sự kiện mà xảy ra mà Đề Ngọc mới nói hồi nãy đó, chúng ta thấy bây giờ tòa án nói rằng là tòa án đã ra lệnh là những cái bôi xóa trong hồ sơ của ông Roger Stone phải không có bôi xóa nữa. Mike Flynn cũng như thế. Còn tình báo Hạ viện thì sẽ lấy được cái report của Mueller, là bởi vì Bill Barr bắt đầu nhượng bộ rồi. Cái vấn đề thuế của Trump, cái vấn đề Mỹ sẽ ra luật lấy hồ sơ thuế của Trump, rồi thành phố New York cũng đã ra luật rồi nữa. Cho nên cái hồ sơ thuế của Trump trước hay sau gì cũng 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 ra cho cái người dân Mỹ người ta nhìn thấy. Rồi những cái công ty như là Mazda hay là cái Deutsche Bank, rồi mới hôm qua thôi là Wells Fargo với TD Bank cũng đã lên tiếng nói rằng là họ đã đưa cái tài liệu về tài chính của Trump cho Hạ viện rồi. Thì cái đó là cái mà dân Mỹ cần. Cứ điều tra những cái người mà mình ghét theo 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 cái kiểu đó đó, để mà cho thấy rằng là cái cách làm việc của Bill Barr với lại của Trump đó là muốn phá hoại, muốn cản trở công lý như thế nào. Một mặt khác, qua những cái thông tin mà những tòa án và những cái cơ quan bây giờ họ đang làm đúng cái nhiệm vụ của họ, cái nhiệm vụ chính trực của họ đó, họ đang siết cái gọng kềm pháp lý trở lại đó, nó làm cho anh có một cái niềm vui nhỏ nhỏ. Nói như Abraham Lincoln đó, là nước Mỹ này vẫn còn đủ những cái virtues, còn đủ những cái đức tính tốt để mà giữ vững cái bản hiến pháp này, giữ vững cái nền dân chủ này và bảo vệ cho người dân Mỹ, để chúng ta vẫn có được cái republic, vẫn có được một cái nền cộng hòa. Giống như Benjamin nói đó, chúng ta đã lập một nền cộng hòa, cái việc đó giữ được hay không là tùy chúng ta. Cho nên anh Duyên rất là muốn Bill Barr làm ơn cứ tiếp tục đánh giày, cứ tiếp tục thô bỉ như thế. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa với luật sư Duyên, riêng về cái bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, chúng ta đã biết là cái cuộc điều tra đó đã khép lại. Nhưng mà một cái tin mới nhất để cho rằng là ông Mueller, ông sẵn sàng điều trần trước quốc hội, nhưng mà điều trần kín trước quốc hội. Thì cái cuộc điều trần này sẽ có thể bị ngăn cản bởi Tổng thống Donald Trump, như là những nhân vật mà chúng ta đã nghe như ông Don McGahn rồi trong những ngày vừa mới qua hay không, thưa luật sư Duyên? Chắc chắn là Donald Trump sẽ cố gắng làm cái nỗ lực. Cái vấn đề còn lại là, thứ nhất, ông Mueller có muốn đi ra hay không? Là tại vì nếu mà ông Mueller mà ông muốn đi ra đó, thì dĩ nhiên ông sẽ ngồi xuống với những cái người luật gia để mà xem xét rằng là thực sự là Donald Trump còn có quyền ngăn cản ông hay không. Cái đó là thứ nhất. Cái điểm thứ hai là nếu mà giả sử ông Mueller vì thận trọng mà ông không ra đi nữa đó, thì bên phía bên quốc hội người ta cũng có những cái luật của những cái dàn luật sư của người ta, người ta cũng đọc từng câu từng chữ, từng cái ngõ ngách của bản hiến pháp để xem là quốc hội trong cái trường hợp này trong trường hợp này là Hạ viện đó, có quyền subpoena ông Mueller hay không. Mà nếu mà tại vì ngay bây giờ họ đang mời thôi chứ họ chưa subpoena, mà nếu họ subpoena đó, ông Mueller
có muốn gọi là thách thức để mà nghĩa là không ra để rồi đưa qua tòa án hay không, cái chuyện đó tính sau. Nhưng mà anh Duyên chỉ biết rằng cái cuộc đấu đá nó sẽ theo cái chiều hướng đó đó, có nghĩa là ngay bây giờ chúng ta biết rằng là ông Mueller đã nghĩa là có vẻ muốn là sẽ đi ra để mà tường trình với Hạ viện, nhưng mà chỉ là không có đưa lên truyền hình, không có đưa lên ống kính thôi. Rồi mà nếu mà ông Mueller mà đi ra đó thì mà Donald Trump cản đó, thì những cái diễn tiến như thế nào thì anh Duyên cũng đã mới vừa trình bày rồi đó, không có cần phải lặp lại. Nhưng mà nếu mà dựa theo những cái gì mà anh Duyên đọc trên bản hiến pháp đó mà tới tận cùng đó, thì chắc chắn là Quốc hội lại thắng một lần nữa, cũng giống như là đã thắng cái vụ mà công ty về kế toán Mazars cũng đã thắng cái Deutsche Bank rồi, thì cái chuyện mà Mueller mà đi ra tường trình đó, thì chắc chắn rằng là nếu mà có đi qua tới tòa án đi nữa, nếu mà Donald Trump đưa đơn kiện vô tòa liên bang để ngăn ông Mueller đi nữa đó, thì bên phía bên quốc hội cũng sẽ được một cái phán quyết thắng lợi nữa. Trở lại với Lê Ngô. Dạ vâng, thưa với luật sư, có quá nhiều những cái sự kiện mà chung quanh cái vấn đề mà cuộc chiến pháp lý với lại Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà có một điều mà hiện nay một số chính trị gia bên Đảng Cộng Hòa là họ đang lên tiếng, họ tin là bất cứ một cái hình thức nào để mà điều tra về Tổng thống Donald Trump hoặc ngay cả đến vấn đề luận tội mà hiện nay Đảng Dân Chủ họ cũng đang nói đến, mặc dù là bà Nancy Pelosi bà cho biết là bà không có sẵn sàng để mà làm vấn đề luận tội này vì có thể là phản tác dụng cho bên phía Đảng Dân Chủ. Thì hiện nay một số chính trị gia bên Đảng Cộng Hòa lên tiếng là nhiều cử tri người dân Mỹ hiện nay chúng ta đều cho rằng là chúng ta đều quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề thực tiễn trong đời sống của mọi người dân như là công ăn việc làm, vấn đề bảo hiểm y tế của chính chúng ta, chứ cũng không quan tâm gì lắm cho đến cuộc điều tra về Tổng thống Donald Trump. Thì điều này luật sư Duy nghĩ như thế nào về những cái lời lên tiếng của một số chính trị gia bên Đảng Cộng Hòa? Thứ nhất là có điều tra hay không điều tra, cái việc mà sức khỏe, kinh tế, công ăn việc làm, giáo dục vân vân là vẫn phải lo. Không phải là vì điều tra một tên lưu manh rồi mình ngưng hết tất cả những cái điều khác, không phải là như thế. Cho nên Cộng Hòa dĩ nhiên họ lên tiếng họ nói, nhưng mà càng ngày đó cái tiếng nói của họ hình như là bị lấn áp, là tại vì chính cái phía mà lo cái sức khỏe cho dân, cái phía đó lại là ngay bây giờ lại là phía là dân chủ. Obamacare, rồi healthcare, rồi giáo dục, rồi những cái tiền mà cứu trợ thiên tai bão lụt ngày hôm qua cũng được mấy chục tỷ nữa rồi, rồi thêm cái chuyện mà gì đó, môi trường, sức nếu mình nói tới sức khỏe là mình nói là tới môi trường. Rồi 2.000 tỷ đã chuẩn chi để mà lo cho xây dựng lại đường xá cầu đường. Cái người mà không không chịu đưa ra cái kế hoạch và 3 phút bỏ đi ra ngoài, cái người đó có cái tên là Donald J. Trump chứ không phải là ai hết trơn á. Thành ra Cộng Hòa họ muốn nói gì họ nói, người dân Mỹ không có ngu. Bây giờ mình là cái người bình thường là mình nói ủa, điều tra Donald Trump thì người ta cứ điều tra, nhưng mà người ta vẫn lo cho gì đó đủ thứ, chứ đâu phải là cứ điều tra Donald Trump là không có để ý ba cái chuyện kia đâu. Cho nên yes, người người dân Mỹ họ đang quan tâm tới sức khỏe của họ, tới công ăn việc làm, tới infrastructure. Người ta nhìn vào thì người ta thấy rằng là tất cả những việc đó đều đang diễn ra hết. Nhưng mà bên cạnh cái những cái điều đang diễn ra đó thì cái cốt lõi là cái bản hiến pháp, là cái luật pháp của Hoa Kỳ cần phải vững vàng để giữ tất cả những cái giềng mối kia lại với nhau đó. Cái đó không có thể nào mà hủy hoại được. Không phải vì nói rằng là tôi cần công ăn việc làm, vì tôi cần nghĩa là được tăng lương này nọ, mà tôi lại nhắm mắt để cho một cái đám mà nó đang lũng đoạn chính phủ, nó đang làm đủ thứ bê bối, nó đang bán nước Mỹ cho Tàu, nó đang bán nước Mỹ cho Nga, mà để yên cho cái bọn đó, thì cái điều đó nó sai. Cho nên dĩ nhiên mấy người chính trị gia thì có quyền lên tiếng, Đài Fox mà họ lên tiếng từng ngày mà,
Nhưng mà ngay bây giờ, ngay cả trong nội bộ của đài Fox, nó cũng đã có cái rạn nứt rồi. Có nghĩa là cái gì mà tiếng nói của người dân bao giờ nó càng lúc nó càng rõ ràng hơn. Đài Fox bây giờ bắt đầu là mình thấy có những cái người bình luận, họ lắng nghe ông Buttigieg, họ lắng nghe Ocasio-Cortez, mặc dù là nguyên cái đài vẫn còn là Donald Trump là số 1. Who cares? Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa với luật sư Duyên, ngày hôm nay ngày thứ 6 thì không biết là có một cái sự kiện nào vui mà Lệ Ngọc có thể gửi đến cho quý vị. Thì vô tình Lệ Ngọc có thấy là có một cái gọi là một cái cuộc điều tra ở ngoài tòa mà nói đến một cái vấn đề, mà cái vấn đề này họ nói đến Nixium. Thì không hiểu là trong cái... vấn đề về Nixium này, một cái tôn giáo này nó rất là lạ lẫm. Không biết là luật sư Duyên có để ý đến cái buổi ở tòa ở ngày hôm qua ở New York về vấn đề này hay không, để có thể gửi đến cho quý vị như là một cái câu chuyện để mà anh em của chúng ta kết thúc trong bản tin của ngày hôm nay không, thưa luật sư Duyên? Nixium là một cái tà giáo của Mỹ. Thì khi Lệ Ngọc đọc cái chữ Nixium là Lệ Ngọc, Lệ Ngọc phát âm rất là đúng cái tên đó, tại vì tòa họ cũng phát âm như vậy. Nhưng mà nếu mà quý thính giả mà có Google đó thì đánh vần đó thì nó hơi rắc rối chút xíu. Chữ khởi đầu là chữ N, chữ X, rồi mới chữ Y, rồi cái chữ V, chứ không phải là chữ U. Chữ V rồi chữ M. Nhưng mà khi đọc thì cái cách đọc của người Mỹ họ đọc là Nixium. Đây là một cái tà giáo mà cái tên giáo chủ đó là Keith Raniere. Cái tà giáo này trụ sở của họ ở ở Albany, ở thành phố Albany ở New York đó, là chuyên môn họ tuyển những cái người mà đa số là những người con gái, như cái số đó tín đồ của họ số nhiều là con gái. Rồi khi mà vào đó họ mới dùng, quý tín giả tưởng tượng là cái tà giáo này thành lập năm 1990, có nghĩa là cũng gần đây lắm. Mà khi mà được gọi là gia nhập đó, họ có những cái con dấu của họ, mà con dấu họ nướng đỏ lên rồi họ ịn vào trong cái chân đó, trong cái đùi đó, để mà nói rằng là người đó là được, cũng giống như là được rửa tội vậy, mà để trở thành tín đồ. Và thật sự cái tà giáo này đó, họ là một cái nơi mà họ giam giữ những cái người con gái lại, rồi họ gần như là hiếp dâm đó, mà họ hiếp dâm tập thể. Nhưng mà những cái người này khi mà vô, những cái người mà phụ nữ đó họ vào trong cái tà đạo này đó, họ gần như là họ bị tẩy não hay sao đó, họ cũng sống nó là riu riu ở trong cái khuôn viên của cái tà giáo này đó. Bây giờ thì điều tra ra, bây giờ cái tay mà Keith Rania thì đang ra tòa, thì mấy cái người phụ nữ bây giờ họ mới lên họ kể lại những cái chuyện kinh hoàng về 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 vấn đề mà tình dục tập thể của cái tay giáo chủ này. Nó là làm cho chúng ta nhớ là hồi cách đây nhiều năm, cái vụ mà ở Waco đó, thì cũng cái tay giáo chủ ở bên Texas, hay là Jim Jones, cái tên tà giáo mà dẫn người ta đi qua bên Guyana rồi chết cả mấy trăm gia đình đó. Thành ra mình nghe những cái này đó làm cho mình nhớ lại một cái câu mà ông Mark Twain, nhà vị văn hào Mark Twain đó, ông nói rằng là khi mà một cái thằng lưu manh mà nó gặp một thằng ngu đó, thì một cái đạo nó ra đời. Chúng ta thấy rằng là vì sao những cái thằng lưu manh như là Jim Jones, như là Keith Raniere này đó, mà có thể làm ra những cái điều quái đản như vậy mà người ta vẫn ríu ríu người ta theo, thì đó là một thằng lưu manh cộng thêm cái đám ngu chung quanh. Bây giờ cái tà giáo Nixium này đó là của Mỹ. Ngay bây giờ quý thính giả mà đi theo dõi trên YouTube này nọ đó, thì quý thính giả cũng thấy có những cái hiện tượng nó rất là kỳ lạ trong cộng đồng Việt Nam mình nè. Mà giống như tôi đã nói đó, tôi thì tôi không muốn chỉ trích cá nhân, nhưng mà tôi nói cái hiện tượng, bởi vì không nói có nghĩa là mình đồng lõa. Mình nhìn những cái video, những cái thỉnh thoảng mình lên YouTube mà mình thấy một tên mới có ngày hôm trước thôi nó còn là thằng lằn với rắn mối, qua ngày hôm sau nó cạo đầu một cái nó trở thành ra hổ mang, nó nhảy bàn độc, nó phun nọc độc ra.
mà nó phun độc độc ra. Ở dưới đó mình thấy là có những cái người nữ sư nữ ngồi ríu ríu nó nói chuyện mà khùng khùng điên điên gì, người ta cũng im lặng, người ta vỗ tay một cách rất là tội nghiệp. Tôi nói là cứ cái đà này thì sớm hay muộn gì FBI người ta cũng sẽ để ý, là tại vì đó là một cái hình thức mà gọi là nô lệ hóa con người. Mà chúng ta có thể tưởng tượng một người mà nhảy bàn độc mà nói những cái câu, thứ nhất là tung mình là hổ mang, mà mình lại khoái nói về chính trị, mà nói chính trị theo cái kiểu ngu dốt, tin thì tin đồn, mà mỗi một lần nói tin đồn tầm bậy thì nói theo cái kiểu này nè, nói rằng là thầy nói cái điều này 99%, thầy dịch tại sao thật sự là nó 100%, mà thầy nói 99% thì cho các con 1% để các con chứng minh, có nghĩa là thầy nói bậy các con phải chứng minh bằng 1% đó. Nói như thế mà người ta vẫn có người nghe, vẫn có như thế thì đâu có khác gì cái ông đạo Keith Raniere này đâu, đâu có giống, đâu có khác gì Jim Jones, đâu có khác gì cái tên đạo ở bên Waco, bên Texas đâu. Cho nên sở dĩ mà lên tiếng nói, nhiều khi tôi nói mạnh lắm, là tại vì tôi muốn đánh thức cái cộng đồng của chúng ta. Tôi không care cho những cái lối mà thằng lằn rắn mối mà tự bỗng nhiên một ngày trở nên giáo chủ, trở nên hổ mang đó, I don't care. Tôi cũng không care cho những cái người mà tự nhiên ngồi hôm nay đang là người thường trở nên là tiên tri trần dần, rồi trở nên là lãnh tụ, rồi trở nên là tổng thống lâm thời, mấy cái đó I don't care about them. Cái mà tôi care là cho tới giờ phút này những cái hiện tượng kỳ quái đó mà vẫn có những cái người riêu riếu đi theo, mà nếu mình không lên tiếng là mình đồng lõa, là mình làm xấu cái cộng đồng của mình. Cho nên cảm ơn Đại Ngọc, Nixium là một cái bệnh, một cái ung thư trong cái xã hội Mỹ, hay là Jim Jones là ung thư trong xã hội Mỹ, tà giáo là ung thư trong cái xã hội Mỹ, thì trong cộng đồng Việt Nam mình cũng có những cái thứ ung thư như thế. Mà sở dĩ mà ung thư nó hình thành được đó, thì nói như văn hào Mark Twain đó, một thằng ngu mà gặp một cái một xin lỗi, một thằng lưu manh mà một gặp một thằng khờ, thì nó sẽ cấu thành một cái tà giáo. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, như vậy thì quý vị thính giả, nếu mà quý vị thấy cái chữ Nixium mà quý vị nghe luật sư Duyên spell out cho quý vị, thì quý vị đã biết là chuyện gì rồi nha thưa quý vị, nhân vật đó như thế nào, đó một cái tà giáo. Như vậy thì cái phiên tòa ngày hôm qua ở New York đã xét xử cuối cùng như thế nào, thưa với luật sư Duyên? Ngày hôm qua thì lại đang nghe lời của những nhân chứng, thì mình tiếp tục mình xem coi cái bản tin sau cùng. Nhưng mà bản án thì chắc là nặng nề rồi. Những cái người phụ nữ đi vào rồi cái là đây là cái cách mà họ tuyển người vui lắm, là họ cho những người phụ nữ đi kiếm những cái người con gái 17, 18 tuổi rồi đó, rồi xong cái họ hứa hẹn là đi vào cái đạo này đó mình sẽ tự tin, mình sẽ giỏi, mình ở kia. Thì có một người nhân chứng đó, họ nói là họ đang được một cái học bổng ở trên bên Mexico, lúc đó là 17 tuổi mà cái đạo này đó họ làm việc toàn nước Mỹ, mà là họ lại làm việc qua cả bên Canada, qua cả bên Mexico nữa. Thì cái cô này cô bị được tuyển ở bên Mexico, rồi cô mới đi về New York, thì cô mới được đóng dấu ở bên New York đó. Rồi sau khi rồi đạo chờ cho cô tới 18 tuổi, mà chắc là họ cũng sợ về cái vấn đề mà đụng tới con gái dưới 18 tuổi thì bị tội hay sao đó. Cô này cô nói là sau khi cổ 18 tuổi đó thì cổ được dẫn vô một cái hậu đường, nó dùng cái chữ là cái harem đó. Thì cái hậu đường đó là những cái tôn giáo mà gọi là tà giáo đều có đó. Thì trong cái hậu đường đó nghĩa là khoảng bao nhiêu cái người con gái nữa là gọi là khỏa thân hết. Rồi ông đó ổng lần lượt ổng làm phép, rồi ổng có tình dục với tất cả những cái người đó, thì đó là hình thức hiếp dâm rồi còn gì nữa. Cho nên nó cũng y hệt như cái vụ mà tà đạo ở bên Waco vậy đó, mẹ cũng ngủ với ông giáo chủ, mà con gái cũng ngủ với giáo chủ đó. Nó trở thành ra một cái thứ ung thư mà gọi là vô cùng ghê tởm. Cho nên mình cái tính giả mà nghe cái tin Nixium nè, cứ lên mình theo mình tiếp tục mình theo dõi coi nó như thế nào. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Duyên đã đến cho làn sóng của đài NPR trong ngày hôm nay để mà gửi đến rất nhiều những sự kiện, những tin tức mới nhất phục vụ cho quý vị thính giả. Một ngày thật là vui sẽ đến với tất cả mọi người chúng ta.
Xin kính chào luật sư Duyên. Tạm biệt.